Hello Vlog, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đến cơ sở sáo diều Nga Cần ở Song Vân các bạn ạ. À, chuyên làm diều sáo các bạn. Đây, cháu cho chú hỏi đấy, cháu làm diều sáo này lâu chưa? Làm được mấy năm rồi. Đấy. Xin đấy. Chào toàn thể các anh em yêu sáo diều trên toàn mọi miền Tổ quốc. Đấy. Xin đấy. Chào toàn thể các anh em yêu sáo diều trên toàn mọi miền Tổ quốc. Xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê bộ môn sáo diều. Xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê bộ môn sáo diều. Đây cháu là... cho chú hỏi đó, bây giờ cháu đây là làm bộ sáo này là bộ sáo gọi là gì ạ? Đây là sáo đơn D120 làm cho thằng em Vũ Văn Tưởng ở Lam Cốt, Sơn Yên. Đấy, đây nha, làm cho khách cho các bạn này. Đấy, nhìn cái bộ miệng các bạn nhìn thấy qua là đã mê chưa các bạn? Đây mới làm phần thô các bạn nhé, chưa sơn chưa gì nha. Thế bây giờ đây con này là sáo này là D bao nhiêu rồi chứ? D120 như con này giờ là bao nhiêu tiền một con này? Quả này bây giờ cho bán là 600.000. 600k các bạn nhé. Đấy, các bạn nào mà trong mọi miền Tổ quốc ai mà thích diều sáo thì liên hệ sáo diều Nga Cần. Đấy, chuyên làm diều sáo, sáo đơn, sáo còng. Các thứ các đã để hết các bạn, tầm để hết kìa các bạn. Đấy, cho các bạn xem nha, đây là bộ cổ mít này, này. Miệng này nha. Đấy, sáo đây. Cho các bạn xem miệng này, nhìn nó bóng chưa? Chưa sơn mới, đây mới là phần thô các bạn ạ. Đây là sáo diều Nga Cần nha. Đây, đây các bạn này. Nhìn. Nhìn đã đẹp chưa? Loại này kêu thì um các bạn ạ. Đây, ai có thích sáo diều Nga thì cứ liên hệ là sáo diều Nga Cần nha. Sáo làm sáo đơn, sáo còng thôi. Chứ sáo dàn này chắc là không làm. Kìa nhá, tầm đã để khô hết rồi các bạn này. Đấy, đồ nghề này đủ các loại luôn các bạn, máy móc. Đấy, đang đâm ở trên kia đang sáo diều đang kêu um trên đỉnh rời các bạn ạ. Đây nha. Thế đây hỏi thế em có thích diều không? À, cũng thích chứ các bạn ạ. Đang đến đây để giao lưu với nhau nói chuyện về diều các bạn ạ. Chờ để lấy hàng này. Đấy, đang chờ lấy hàng các bạn nhé. Cháy quá rồi. Diều này do bác về bắt đầu là diều sáo là bán chạy như tôm tươi các bạn ạ. Gió bắc giờ bắt đầu, gió bắc đầu mùa là giờ gió mấy dịp này là liên tục rồi. Diều treo vùng quanh nhà các bạn để đâm vào cho khách, và ai thích thì làm cho nha các bạn nhé. Gỗ này, gỗ để làm miệng sáo đã kín hết trong nhà, tầm đã khô hết rồi các bạn. Để các bạn có nghe tiếng sáo trên rời không? Để vùng quê Song Vân các bạn này, để mình quay cho các bạn xem này. Sáo kêu ầm ầm trên rời các bạn này, để mình phóng cho các bạn xem nhé. Nhìn nó cũng cao lắm, cũng mờ các bạn. Đấy, trên kìa. Cùng sáo kêu ầm ầm luôn. Đấy. Đủ các loại gì. Giờ nó nắng thì nó cũng hơi mờ các bạn. Này, đem đi ấy à. Vành. Đủ các loại nha. Tí mình quay những bộ diều ở trên rời cho các bạn xem, nhiều luôn các bạn. Màu. Kiểu mu ở trên rời luôn nha. À, thích diều sáo vào trong nhà đủ các loại.
máy móc máy này các bạn này. Máy khoét này, đục các thứ các bạn nhé. Cho các bạn xem. Mê luôn này các bạn. Rất nhiều luôn nhá. Sáo. Đây con bộ sáo, con sáo này, cái miệng này, các bạn nhìn xem. Đấy. To. Đây, cho các bạn xem. Miệng ra toàn làm lôi hết lên rồi các bạn này. Đấy. Được chưa? Hết rồi các bạn. Đấy trên dài các bạn nghe chưa? Sáo kêu vang hết cả trên dài nhá. Rất nhiều. Đấy tầm đã khô hết thế này rồi các bạn. Đấy, không bắt đầu quay sang bắt đầu mài đây nhá, mài bóng hết đây này. Đủ các loại. Thế mà ai có thích sáo đơn với sáo cổng thì liên hệ chỗ sáo Diều Nga Cần, Sông Vân các bạn. Đủ các bạn. Giờ này gió bắc về bắt đầu gió đều các bạn. Cái trên dài luôn. Cái quả này mới bóng các bạn ạ. Các bạn. Thấy chưa? Thích luôn. Mình cân xem quả này mấy lạng các bạn. Tám lạng hai các bạn, con này tám lạng hai nha. Rất mỏng thì đâu, cái miệng này nó dày là nó nặng tí thôi, còn tầm là mỏng luôn. Nhìn cái miệng này mài bóng lư luôn, làm không đủ được cho khách các bạn. Khách cứ mài đặt liên tục. Giờ bắt đầu gió bắc về rồi. Dẻo luôn. Diều này bây giờ cứ cho lên đây mà đâm vào con diều này với sáo này lên này. Đã đi vành rồi. Đã vành miệng toàn ra chơi toàn sáo to các bạn. Sáo to, sáo lùi, phải đi vành nhờ. Hết đó. Đó âm này hết nào đấy. Giờ cái con sáo nó to này mà đưa lên ngoài con diều này nó kêu mới ác. Toàn làm lồi hết các bạn này. Miệng ấy. Miệng giờ toàn là miệng dày thế này. Đấy trước kia một cái miệng này có mà cái một khúc cây này có mà gỗ này làm nó mà 5-6 cái miệng, 4 cái miệng, nhưng bây giờ chỉ được cái thôi các bạn.
Ai thích diều sáo thì cứ vào Facebook là Sáo Diều Nga Cần nhá, là liên hệ thì để có diều sáo, sáo đơn, sáo còng. Hà Lượng Vlog xin chào tất cả các bạn nha, chúc các bạn xem video vui.